Xin chào toàn thể các đại ca đã quay trở lại với clip tiếp tục của em. Chúc toàn thể anh em cùng với gia đình có những ngày nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui. Ngày hôm nay thì em quay trở lại bên Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Vinagame để làm cho anh em một cái nội dung hoàn toàn mới liên quan tới đó là top 5 nhân vật mạnh nhất Võ Lâm Truyền Kỳ 2 tính đến thời điểm hiện tại và tính theo đó chính là hệ phái Võ Đăng Tục Gia anh em nhé. Và không để anh em chờ lâu thì em vào chương trình luôn. Và trước khi mà vào chương trình thì em có một cái lưu ý nhỏ, đó chính là cái việc mà đánh giá top 5 hệ phái top 5 nhân vật mạnh nhất. Thì cái này thứ nhất là phụ thuộc vào yếu tố khách quan, đó là bản thân em. Và thứ hai là phụ thuộc vào cái việc đó là trang bị mắc binh hay không, là trang bị tướng hay soái, rồi kim xà 8 hay kim xà 9, văn sức tín vật mắc binh hay không, chỉ số mật tịch, tiến cấp mật tịch, châu ấn và hóa cảnh. Và ngoài ra thì có thêm một cái nữa, đó là tính năng dung luyện. Đó là những cái mà em tiêu chí đánh giá. Và ngoài ra có một cái nữa, đó chính là về cái số tiền đầu tư của ARK. Và ngày hôm nay em làm clip thì là ngày mùng 1 tháng 5 2024, tức là ngày quốc tế lao động. Và tính đến thời điểm ngày hôm nay, tức là ngày mùng 1 tháng 5 anh em nhá. Và sau này thì Võ Lâm 2 nó có thể thay đổi, và các cái top, các cái nhân vật top nó cũng có thể là thay đổi. Bởi vì là rất nhiều yếu tố, lý do khác nhau. Có thể là do là đổi chủ này, người ta không có đầu tư quá nhiều này, hoặc là không có ai tâm huyết bỏ bê ARK, nó sẽ dẫn đến là ARK nó sẽ bị thọt đi rất là nhiều. Ok, thì chúng ta đến với top 1 của hệ phái Võ Đăng Tục Gia ngày hôm nay. Chắc chắn một nhân vật có thể nói là đình đám trong cái thời gian khoảng đôi tháng trở lại đây. Đó chính là nhân vật Võ Đăng Bút 007. Vâng, nhân vật 370 mạch, thần hưng xoái kết hợp với 9 khí sát thân và kim xà 9. À vâng, anh mới tẩy lại kim xà 9, đâm ra là khả năng là kim xà 9 này là top 1 Võ Đăng Bút đây rồi anh em ạ. Ok, thì không thể chờ lâu, thì bây giờ tôi sẽ đi soi đồ và đánh giá cho anh em. Đầu tiên là về soi đồ đi, anh em có thể thấy Võ Đăng Bút tống thần hưng xoái 370 mạch với trang bị đó là 9 khí sát thần kết hợp với 4 món thần hưng xoái. Tại sao như vậy thì anh em thì thấy là khi mặc full xoái thì anh em sẽ không kích được cái lượng đam to, đúng không ạ? Ngoài ra thì sẽ bị mất giảm thọ thương so với 9 khí sát thần và mất tốc xuất chiêu rất là nhiều. Khi anh em mặc phối hợp như thế này thì chúng ta thứ nhất chúng ta vừa có tốc xuất chiêu, đúng không ạ? Cái thứ hai chúng ta vừa có giảm thọ thương 30% ở chiếc quần. Và thứ ba là anh em thấy là khi mặc như này thì kích lượng đam nó sẽ là to nhất. Thì bây giờ thì tôi sẽ soi đồ thử cho anh em. Đầu tiên anh em phải chiêm ngưỡng thấy chiếc nón 9 khí sát thần full đái 9, tốc xuất chiêu, áo 9 khí sát áo thần hưng xoái đái 9 linh hoạt, quần cũng vậy. Cặp ngọc thần ưng xoái. Vâng, đợt trước thì anh em nhớ là con này nó chuyển đổi hướng chuyển sinh sang đó là hướng ưng tử. Ưng tử tức là đi đi gì ạ? Đi bảo kích full. Đợt này thì đã đổi rồi, đổi sang khảm lại cặp ngọc đi thủ bảo kích rồi. Có lẽ là ban đầu là trải nghiệm, ban đầu là build trải nghiệm trước đã, đúng không ạ? Build trải nghiệm. Đi trải nghiệm khi mà thấy đi bảo kích nghe vẻ là chỉ bắn được những ông kiểu thủ bảo kích thôi, còn những ông mà nó đủ thủ bảo kích rồi thì nghe vẻ là hơi yếu anh em ạ, lúc ấy thủ yếu. Do vậy là Võ Đăng Bút này đã khảm lại rồi anh em ạ. Khảm lại đá quý thành thủ bảo kích. Về cái bút cũng full đá 9 rồi, 9 và 25. Xét văn sức, sức mạnh linh hoạt, ngoại công. Hai ô cuối cũng đi ngoại công luôn. Con này đi theo hệ đó là hệ full đam, chứ không phải là đi theo hệ, có lẽ là không phải đi theo hệ phá địch anh em ạ. Và anh em có thấy hệ phá địch 80, công kích 20%. Đây là hệ, không nhớ là nhầm là hệ Long Văn anh em ạ. Đúng rồi, Long Văn. Chúng ta cùng soi sách kim xà 9 của anh ấy. Đợt trước thì sách kim xà 9 tẩy nó chưa được đẹp lắm. Đợt này thì đã tẩy ok rồi anh em ạ. Tẩy khá đẹp rồi anh em ạ. Cũng phải nói là sách kim xà này nếu mà xét trên thang điểm 10 thì có lẽ phải đạt tới 9 điểm anh em ạ. Khá đẹp. Anh em có thấy chiếc áo choàng 3 dòng dưới mắc binh rồi. Phòng thủ bảo kích sức mạnh và ngoại công 36%. Ở trên là sức mạnh linh hoạt, được đánh ngoại công. Một cái áo choàng gần như là full mắc binh rồi. Chiếc huy chương sinh lực 50k, sức mạnh 118, trên là sức mạnh linh hoạt, được đánh ngoại công. Và chiếc giày là xuất chiêu 20, có thủ bảo kích. Vậy là đi hai món thủ bảo kích và một món sinh lực anh em nhá. Sức mạnh sinh lực, sức mạnh linh hoạt ở dòng trên rất là đẹp. Về mặt tích chính thì 10 thành 4 phụ lục, 102% dòng 1, dòng 3 là 99%. Và dòng 4 là 81%. Và mặt tích khá đẹp và tiến cấp mắc binh rồi. Đấy, lăng 3 tiêu dao 10 thành. Và chúng ta soi đến thử dán trâu. Và anh em mới thấy. À quên, soi ngoại trang chuyển sinh đã. Ngoại trang chuyển sinh thì con này nón là đi theo hướng hổ tử. Áo thì vẫn đi theo hướng bạo kích. Có lẽ là con này nó... Ủa sao lại thế nhở? Tôi nghĩ thì đã... Nói chung là đã không đi theo kiểu... Đã không đi theo kiểu đó là... Đã không đi theo cái kiểu đó là ưng tử rồi. Thì cái áo này nên chuyển thành hổ tử. Để lấy sát thương tiêu giảm 15%. Và anh em biết là sát thương tiêu giảm 15% thì nó rất ngon. Đấy.
Vâng, nhưng mặc như thế này thì nó chắc có lẽ là nó đang dư thừa kéo anh em ạ. Ok, tiếp tục chúng ta đến với Sách Châu. Sách Châu thì chắc chắn là viên đợt trước là viên vụ bão kích thì sẽ là phải chuyển thành viên vụ, đó là tốc thi triển này anh em. Viên Sơn Ngọc Trướng dòng ngoại phòng 10, sinh lực 25k. Viên Sơn 8, Đông Nguyên Tự, Đông Nguyên Tự, Châu 8, dòng ngoại phòng 11%. Vụ Tối Trần, Châu 8, có sinh lực điểm và sinh lực phần trăm. Hạ Chu Minh, dòng thương 11, tốc chạy, bảo kích cộng thêm, hiệu quả thương dược. Thần Khốn Đơn, đây là một trong những viên thần gọi là top 1 võ lâm 2 đây anh em. Dòng bảo thương 17%, off phụ linh hoạt, có thủ bảo kích, có sinh lực điểm, có sinh lực phần trăm. Đây là viên top 1 đấy rồi. Linh hoạt chuẩn cho võ đăng bút. Viên Nhật U Dương, xuất chiêu 3 và dòng ngoại phòng là 12%. Và cuối cùng là viên Phong Ngự Kình, tốc thi triển 12%. Dàn trâu vô cùng đẹp. Chúng ta đến với set ấn. Ấn anh em phải thấy là tôi viên đầu tiên, tôi 5 sao luôn. Rất là ác. Dòng ngoại phòng 7, kháng tất cả 95, linh hoạt 112 điểm. Và đây là cũng là một trong những viên top ấn anh em ạ. Một trong những viên top ấn, linh hoạt tới 112 điểm. Tiếp tục viên Huyết Nhậm, điểm bạo kích, sinh lực 12.000, giảm bảo thương 7. Bên này thì nó hơi thấp, bên này thì cùi anh em ạ. Để tiếp tục một viên bỏ qua giảm bảo thương 16%, bảo phụ sinh lực linh hoạt 89 gần cốt, bên này tương đối là đẹp. Nhưng mà Châu thì lại không đi bỏ qua giảm bảo thương, vậy là hơi bê đê một tí anh em ạ. Và bên này tôi hẳn 5 sao rồi anh em ạ. Và viên cuối cùng là viên sinh lực có bảo phụ là phá địch 5, thủ bảo kích là 26 này. Bên này cũng rất là đẹp, mắc binh. Là một võ đăng bút có thể nói là hoàn chỉnh đến từ cả Kim Xà ẩn. Vâng, tiếp tục chương trình mà anh em đến với top 2 của hệ phái võ đăng Tục Gia. Một nhân vật có tên khá là mới trên võ lâm truyền kỳ 2, mang tên đó là Minh Xe Nâng. Và đúng không ạ, tôi không biết tôi dịch có đúng không, mong là chủ ạc cũng thông cảm. Minh Xe Nâng, một nhân vật có thể nói là trước đây cũng đã được từng úp trang bị sói từ những con số 0 thì phải. Con này thì em nhớ là trước là con này cũng đã có từng bách phe một vài lần rồi. Thì bây giờ thì em sẽ đi soi trang bị và làm rõ cho anh em cùng xem. Anh em có thể thấy là hóa cảnh là 373 mạch, Liêu Thần Lưng Xoái. Anh ý đi kết hợp với cả hai món lăng xương. Và chúng ta thử soi đồ trang bị của anh ý xem. Lăng xương, chiếc nó lăng xương full đá 9, đi phòng ngự đội ngoại và tránh trạng thái phụ. Áo Thần Lưng Xoái đá 9, chiếc quần lăng xương full đá 9 và chọn tiếp tục tránh trạng thái phụ. Cặp ngọc Liêu Thần Lưng Xoái, anh ý đi bóng kích cộng thêm. Vâng, nếu mà đã đi bóng kích cộng thêm cặp ngọc thì chắc chắn là Kim Xà sẽ phải tẩy bóng kích rồi anh em nhá. Vâng, còn đến với cái vũ khí. Cái vũ khí thì anh ý khảm một đá 9 và có hai đá 8, 9 vật 25. Vâng, chuyển sinh theo hướng đó là hai hướng, một là ưng tử và hai là hổ tử. Anh em có thể thấy là từ khi Vina Game fix cái hướng chuyển sinh, giảm giá cái hướng chuyển sinh xuống, anh em đổi hướng chuyển sinh rất nhiều để chúng ta có thể đi theo hai hướng. Xét văn sức, sức mạnh linh hoạt, ngoại công và đi hệ phun công, hệ phá địch anh em ạ. Về anh ý cũng đã sở hữu cho mình một bộ kim xá 9 rồi, là đẹp trai. Chúng ta cùng thử xem thử chiếc áo choàng. Và đi giảm thương bạo kích, tẩy cũng khá ổn anh em nhờ, tẩy khá ổn. Bảo kích 47 điểm, giảm thương bảo kích 175, sức mạnh 141 điểm. Bảo kích vàng chóe rồi. Đây là cái huy chương. Huy chương giảm thương bảo kích, điểm bảo kích 41. Chưa mắc. Chiếc giày, chiếc giày thì tẩy hơi xấu anh em ạ, chưa đẹp. Xuất chiêu 18, giảm thương bảo kích 150 và điểm bảo kích là 41. Về mật tịch chính của anh ấy thì sở hữu mật tịch đó là 10 thành 4 phụ lục. Dòng 1-91. Vâng, mặt tịch này thì nói chung là có thể là xấu hơn so với Hachi, nhưng mà chúng ta cùng xét đến những cái yếu tố tiếp theo anh em nhá. Đó chính là về Châu với cả về Ấn. Rồi chúng ta soi dàn Châu, chiếc Châu Nhật U Dương dòng ngoại phòng 12%, viên này ok đây. Viên vụ Thanh Huy bạo kích và có phụ là phá địch, đúng rồi, viên này thì đi theo phá địch là chuẩn rồi. Tiếp tục là viên Vân giảm bảo thương thì nó thấp thôi, nhưng mà bởi vì là đi bạo kích cộng thêm mà anh em, có phụ bạo kích cộng thêm luôn. Viên Hạ Chu Minh có off phụ là giảm họ thương 5% và bảo kích cộng thêm là 46 điểm. Viên Vũ Long Nhuận giảm họ thương 9, viên Thạch bỏ qua giảm thương 15%. Và viên cuối cùng là Sư Vi Tiết Châu 7. Chúng ta đến với xét ấn. Và chúng ta cùng thử soi xem. Và đầu tiên ấn Truy Mệnh Kim, nội ngoại công 23%, ấn 4 sao.
có off phụ đã sinh được 8k, sát thương 220, giảm ngoại phòng 11% và tấn công tối đa 5. Vâng, viên này có thể nói là cũng rất ngon, một trong những siêu phẩm. Viên thứ hai là viên 4 sao tiếp, loạn đấu, khá tất cả 72, off phụ sức mạnh 39, có linh hoạt 69 và cũng rất ổn anh em ạ. Viên loạn đấu thủy giảm võ thương 11%, sinh lực 9000, bảo kích 22, vâng, rất là ok, đúng chợ, đúng chuẩn cho đi bảo kích. Viên hộ thể giảm bỏ qua giảm võ thương 16%, off phụ là bảo kích cộng thêm 32 điểm, linh hoạt 40. Và viên cuối cùng là viên loạn đấu tiếp, sinh lực 23000, thủ bảo kích 18, sinh lực 10000. Vâng. Vậy là có thể là kim xà tẩy chưa đẹp nhưng nó cũng đã lên kim xà 9, có thể thua với cuốn vật tịch so với hai chi, nhưng mà ấn với châu thì lại ok hơn, đúng không ạ? Thế quan điểm. Vâng, tiếp tục mà anh em đến với nhân vật thứ ba, cũng là top 3 của hệ phái Võ Đăng Tục Gia, một cái tên nhân vật khá là quen thuộc trong cái năm 2022 và những năm 2023, mang tên đó là Hai Chi, một đại gia thích chơi đó là đua top server mới và lấy thần đứng xoái, và đặc biệt là thích chơi những hệ phái ít người chơi, ví dụ như là Dương Hoa Thương, thậm chí là có lôn kiếm tôn lấy thần đứng tướng, võ đăng bút, đường môn châm. Vâng, rất là những cái hệ phái mà ít anh em quan tâm. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật Hai Chi võ đăng bút kiều nữ, nữ gợi cảm cho anh em. Vâng, qua cái bảng F3 này thì anh em có thể thấy là trang bị của chị ý đó chính là trang bị 4 món thần đứng xoái kết hợp với 2 món lăng xương. Lăng xương nón full đá 9, đi tốc di chuyển, thủ đội ngoại 40%, được chưa? Áo full đá 9, chiếc quần cũng full đá 9, lăng xương, và chiếc quần thì đi thủ bạo kích. Khác với ạc võ đăng bút ở top 2, đó là đi trạng thái phụ, thì ạc này đi một món tốc di chuyển và một món thủ bạo kích. Cặp ngọc thần đứng xoái đi thủ bạo kích full đá 9, cây bút cũng đi phù đá 9 rồi. Tín vật 25, xét văn sức, sức mạnh linh hoạt, hai ô cuối đi ngoại công anh em ạ, đi ngoại công. Về kim xà thì anh em có thể chiêm ngưỡng thấy đó là kim xà 8, tẩy cũng ok rồi, sức mạnh linh hoạt vàng chóe rồi, lực đánh nội ngoại công. Thủ bảo kích sức mạnh 118 điểm, áo choàng là đẹp rồi. Huy chương thì thủ bảo kích sức mạnh 118 cũng sức mạnh linh hoạt luôn. Và tiếp tục đến cái giày cũng vậy, có thể nói là rất là đẹp và sẽ kích đàm rất là to. Về mật tịch chính thì con này có thể được coi là top 1 của mật tịch hệ phái võ đăng bút anh em nhá. Khi mà sở hữu mật tịch 10 thành 4 phụ lục, dòng 1 là 96% và dòng 3 là 103, dòng 4 là 102. Anh em có thể thấy là đây là một trong những cuốn hiện tại đang là top 1 võ đăng bút rồi, rất là đẹp. Và con này cuốn này thì lại luyện ở server mới, tức là cái cuốn này là nhận thăng mốc ở server mới anh em ạ, nhận thăng mốc ở server mới sau đó là đem luyện, thế là được cái cuốn này, tính ra là không phải mua mật tịch luôn, rất là ngon đấy anh em ạ. Về châu thì soi cho anh em luôn, hạ trung minh 7, giảm võ thương 9, kháng tất cả 22, hiệu quả thương dược 3% và tấn công phạm vi. Nhật u dương giảm ngoại phòng 8, tỷ lệ xuất chiêu 3, tấn công phạm vi. Đông nguyên tự giảm ngoại phòng 6, ngoại công 8%. Vụ tố trần, viên này chưa tôi xong, vụ tố trần 8, điểm phá địch 18. Tinh tuyền cơ, hiệu quả thương dược và sinh lực 21k. Thiên hạo thương đúng rồi, sinh lực 7000, 8/20. Và viên cuối cùng là viên sơn ngũ kinh, giảm ngoại phòng 9 và sinh lực 7000. Về ấn thì soi thử xem nào. Ấn 3, giảm ngoại phòng 3, viên này thì bình thường, viên này cùi. Viên khám tất cả 48, gân cốt, hình như là ạc này bóc ấn rồi anh em ạ, bóc ấn ra thì vậy. Viên khám tất cả 72, linh hoạt 32, bảo kích cộng thêm 20, sinh lực điểm, sinh lực phần trăm. Và viên cuối cùng đó là viên huyết sát, sinh lực điểm, sinh lực 16000. Vâng, tại sao em xếp ạc này vào top 3? Bởi vì là em nó thứ nhất là vẫn là thần đứng xoái, và thứ hai đó là vẫn là sở hữu cuốn mất tịch top 1 võ lâm 2, rất là đẹp. Và tiếp tục bây giờ thì mời anh em đến với top 4 hệ phái võ đăng bút. Vâng, tiếp tục đến với nhân vật thứ 4, cũng là top 4 về hệ phái võ đăng tục gia. Một nhân vật có thể nói là trong năm võ đăng bút thì nhân vật này sở hữu mạch hóa cảnh là cao nhất, cũng có thể nói là mắc binh mạch hóa cảnh.
một cái tên nhân vật khá là quen thuộc trong cái dạo Võ Lâm Truyền Kỳ 2 gần đây, mang tên đó chính là S2 B-Void VDB. Và anh em có thể thấy, và anh ấy đang có những pha bắn thiếu giường với tốc gọi là hơn cái bàn thờ. Bây giờ thì em sẽ đi soi cho anh em luôn. Anh em có thể thấy là full set thần ứng tướng. Và nhân vật này thì hình như là đô top ở bên server mới thì anh em ạ. Đô top server mới lấy set thần ứng tướng thì phải. Ở về trang bị của chị ý thì chiếc nón thần ứng tướng full đá 9 này, cộng 15. Rất là đẹp, full set cộng 15 rồi. Áo thần ứng tướng đá 9 full linh hoạt. Chiếc quần cũng vậy, full 15 tất. Nói chung là mặc full thần ứng tướng thì anh em biết rồi, để kích cái orb phá địch 225, orb ẩn vô cụ 150 này. Ngoài ra thì sử dụng tàn ảnh quyết và càn khôn quyết đã giảm 5 giây giãn cách, được chưa? Rất là ok đấy. Cặp ngọc thì anh em có thể thấy là cặp ngọc thần ứng tướng. Và anh em có thể tiếp tục là khi mà đã cặp ngọc mà đi bạo kích cộng thêm thì chắc chắn là kim xà đi bạo kích rồi. Về vũ khí thì thần ứng tướng full đá 9, tín vật 25. Xét văn sức thì chọn sức mạnh linh hoạt, cũng hai orb cuối là ngoại công, à hai orb cuối đi phá địch, cũng chọn hệ full công kích luôn. Về kim xà thì ở đây tôi sẽ soi cho anh em luôn. Về kim xà thì có thể nói là kim xà thuộc hàng top 1 của Võ Đăng Bút thời điểm hiện tại rồi, thuộc hàng top 1 rồi anh em nhé. Xét kim xà anh em chiêm ngưỡng thấy là áo choàng là mắc binh, áo choàng là mắc vàng chóe rồi, gần cốt 160, sức mạnh điểm bạo kích 47. Chiếc huy chương, huy chương sinh lực 37k5, có sức mạnh linh hoạt và điểm bạo kích 47. Và cái giày là đi thủ bạo kích, gần cốt linh hoạt, bạo kích 47, mà rất là đẹp đúng không ạ? Đến với mật tịch chính thì 10 thành 4 phũ lục. Và hầu như các Võ Đăng Bút của cái clip này thì đều là sở hữu 10 thành 4 phũ lục. Bởi vì có thể là mật tịch Võ Đăng Bút nó rẻ, cho vậy là anh em sẽ kiếm những cái cuốn siêu phẩm dễ. Dòng 1 là 90, dòng 3 là 99, được chưa ạ? Mật tịch tiêu dao 10 thành, rất là đẹp rồi. Về châu thì chúng ta có thể thấy sơn 6, giảm ngoại phòng 9, sinh lực 15k. Nhật U Dương, nhân vật xài nhật 8 anh em ạ. Tấn công phạm vi, tỷ lệ xuất chiêu 3, sinh lực 21.000. Hạ Chu Minh có giảm bảo thương 5, hiệu quả thương dược và bảo kích cộng thêm 34. Đông Nguyên Tự giảm ngoại phòng 9, với thần khốn đơn, sức mạnh linh hoạt, tốc thi chỉ 11. Và viên cuối cùng là Vũ Tố Trần, tốc thi 97. Chúng ta đến với ấn thử xem. Ấn nội ngoại công, giảm ngoại phòng 4, tấn công phạm vi, tấn công tối đa. Đó, đi kỳ kinh nhỉ. Viên mộc kháng tất cả 95, linh hoạt 43, gân cốt 10, nội lực 800, nội lực hơi cao đấy, sinh lực 14.000. Viên truy mệnh, điểm bảo kích 22, giảm ngoại thương 11. Viên kháng tất cả 95 này, linh hoạt 63. Và viên cuối cùng là viên thổ, sinh lực 34k5. Vâng, dàn ấn đã tôi luyện 5 sao rồi cả. Ác phết đấy nhỉ. Vâng, rất là đẹp. Ok. Vâng, đến với nhân vật thứ 5, cũng là nhân vật cuối cùng trong cái clip về top 5 nhân vật cộm cán của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 về hệ phái Võ Đăng Tục Gia, thì em muốn đề cập tới anh em đó là một nhân vật Võ Đăng Bút thần ứng tướng, nhân vật kiều nữ 340 mạch, mang tên đó chính là Võ Đăng Bút vong 61N1. Võ Đăng Bút này thì hình như là của bên Bang Kinh. Và thì bây giờ thì em sẽ soi đồ để cho anh em chiêm ngưỡng thấy sức mạnh của em nó. Thì anh em có thể chiêm ngưỡng thấy là bạn ý full set 4 món thần ứng tướng và 2 món lăng xương kết hợp. Nón đi lăng xương, 2 đá 9, 1 đá 8. Áo thần ứng tướng full đá 9, quần lăng xương full đá 9. Và anh em có thể thấy là đều chọn có thể nói là full sinh lực. Cặp ngọc thần ứng tướng full đá 9 rồi anh em, full đá 9 rồi, đi thủ bảo kích. Chiếc bút thần ứng tướng full đá 9, tín vật 25. Và sở hữu set kim xà 9. Set kim xà 9 đi thủ bảo kích anh em nhé. Và rất nhiều sinh lực mà anh em có thấy. Áo choàng thì đi giảm thương này. Bởi lẽ là có lẽ là tẩy được sinh lực 44%, cho nên là không muốn bị phí cái dòng đó. Và có lẽ là đủ thủ bảo kích rồi. Huy chương, sức mạnh gân cốt linh hoạt. Có thể nói là kim xà thì tẩy theo em nghĩ là tẩy nó cũng bình thường thôi, không phải là quá là đẹp anh em ạ. Chúng ta đến mật tịch chính, một cái rất là quan trọng.
Mật tịch 9, 10 thành 4 phụ lục, dòng 1 là 104, dòng 3 là 95 và dòng 4 là 95. Có thể nói là một trong những cuốn cũng có thể nói là top Võ Đăng Bút đúng không ạ? Top Mật tịch Võ Đăng Bút, rất là đẹp đúng không anh em? Và sánh ngang với cả Ạc Hai Chi, bởi vì là các cái dòng 1, dòng 3 và dòng 4 đều đạt yêu cầu theo chỉ số của nó rồi. Và Ạc này thì áo đi quần đích 8 này, quần đi quần đích 8. Hướng Hồ Tử. Văn Sức thì chọn sức mạnh linh hoạt, ngoại công. Hai ô cuối cũng đi ngoại công luôn. Vâng, đi hệ full công anh em ạ. Đi hệ phá địch anh em nhá. Hệ phá địch, bét 8. Về Châu, tốc thi triển 11. Bỏ qua giảm họ thương. Bỏ qua giảm họ thương 14. Giảm ngoại phòng Nhật 5, giảm ngoại phòng 12. Tốc thi triển là điểm phá địch 22 điểm. Viên hạ ngự kinh, giảm họ thương 10, bão kích cộng thêm. Thần khốn đơn, họ phụ sinh lực 7.000. Chúng ta soi qua một chút ấn. Ấn ra sát thương 2.007. Ngoại công tăng 8%, giảm ngoại phòng 5. Đồng viên này mà là nụ ngoại công 27% thì lại đẹp rồi anh em ạ. Kháng tất cả 72. Thân pháp linh hoạt, linh hoạt 88. Viên này tương đối là ổn anh em ạ. Linh hoạt cao, giảm họ thương 10. Viên này kháng tất cả 95. Có phụ linh hoạt 66 điểm. Sinh lực 10.000, sức mạnh 37. Đồng viên này khá đẹp anh em ạ. Chúng ta đến loạn đấu thổ, có phá địch 23, có thủ báo kích, sinh lực. Và nói chung là Châu với Ấn thì cũng ổn anh em ạ. Vâng, vậy là ngày hôm nay thì em đã làm rõ cho anh em về top 5 Võ Đăng Bút mạnh nhất và cũng có thể nói là giá trị nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Vinagame tính đến thời điểm hiện tại. Trong ngày hôm nay là ngày đâu đó khoảng ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 khi mà em đang làm cái clip này, và anh em mới thấy là đa phần là những võ đăng bút tầm cao. Và em không có đề cập tới một con võ đăng bút cũng rất là ngon, đó chính là võ đăng bút Noisy. Võ đăng bút Noisy thì có cả chiến khí sát thần, nhưng em không đề cập là bởi vì là con võ đăng bút đó là tầm trung. Võ đăng bút tầm trung cho nên em không có đề cập, bởi vì là đang nói về cái sức mạnh anh em ạ, đang nói về cái sức mạnh khi mà đi solo với nhau, chứ không xét về cái giá trị. Có thể Noisy sẽ giá trị hơn một xíu, nhưng đây là đang xét về tầm cao, xét một cái tầm mà anh em chơi đông, có thể nói là đông nhất thời điểm hiện tại. Đây, anh em thấy đây, nói gì đây, chiến khí sát thần đấy, nhưng đây là tầm trung anh em nhá. Và nói gì thì hiện tại vẫn là kim xà 7. Nếu nói gì mà lên kim xà 9, à quên, đây kim xà 8. Nếu nói gì lên kim xà 9 thì khả năng là em sẽ cho xếp top vào top 5 anh em ạ. Đấy. Và chiến khí sát thần kết hợp với thần ứng tướng, đây là những bộ trang bị mạnh nhất của Võ Lâm 2 rồi. Kim xà 8. Bây giờ kim xà 9 là mạnh nhất. Vâng, clip của em xin phép được dừng lại tại đây. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi. Và hẹn anh em các video tiếp theo. Nếu anh em thấy clip hay, ủng hộ cho em xin một cái like. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em và chúc anh em xem clip thật nhiều niềm vui. Chúc anh em có những phút giây thư giãn ở bên gia đình, người thân. Bye bye mọi người nhé.